Việt Nam sắp làm đường sắt cao tốc Bắc Nam, coi chừng há miệng mắc quai với Trung Quốc. Trước đây, Bộ Giao thông Vận tải đã đưa ra kế hoạch xây dựng đường sắt cao tốc xuyên Việt từ Lạng Sơn đến Cà Mau. Dự kiến năm 2035 sẽ hoàn thành tuyến Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh và đến năm 2050 sẽ hoàn thành toàn tuyến Lạng Sơn - Cà Mau. Tuy nhiên, Quốc hội Việt Nam khóa 12 trong cuộc bỏ phiếu vào ngày 19 tháng 6 năm 2010, các đại biểu Quốc hội đã bác bỏ dự án đường sắt cao tốc theo đề xuất của Thủ tướng Chính phủ lúc đó là ông Nguyễn Tấn Dũng. Theo tờ báo Việt Nam Express Online vào 26 tháng 5 đưa tin, Việt Nam dự kiến làm đường sắt tốc độ cao Bắc Nam vào năm 2026 đến 2027. Bản tin cho biết, theo Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng, dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam dài trên 1.500 km dự kiến triển khai vào năm 2026 đến năm 2027. Đây là kết quả làm việc giữa phái đoàn Việt Nam và các công ty nhà nước của Trung Quốc vào chiều ngày 25 tháng 6. Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng, để triển khai dự án này, Việt Nam muốn hợp tác với Trung Quốc. Đây là một phần của kế hoạch chính phủ Việt Nam hợp tác với Trung Quốc trong khuôn khổ sáng kiến một vành đai, một con đường của ông Tập Cận Bình. Trên trang mạng xã hội của người Việt Nam, nhiều ý kiến lo ngại về việc chính phủ Việt Nam vẫn chọn Trung Quốc là chủ đầu tư cho dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam, bất chấp nguy cơ nợ nần chồng chất và thời gian thi công kéo dài. Theo đó, Việt Nam đã có bài học đắt giá trong việc hợp tác với Trung Quốc trong dự án đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông. Đây là dự án bị dư luận xã hội ở Việt Nam chỉ trích nặng nề vì bị đội vốn từ 553 triệu đô la lên tới hơn 868 triệu đô la và nhiều lần bị trì hoãn trong việc bàn giao, dẫn tới chậm tiến độ. Cụ thể, dự án được phê duyệt vào năm 2008 và dự kiến đưa vào hoạt động vào năm 2015, nhưng phải đến tháng 11 năm 2021 mới chính thức được bàn giao và đi vào hoạt động. Những người quan tâm còn bày tỏ lo lắng rằng vì Việt Nam đã phải vay thêm tới 669 triệu đô la từ Trung Quốc cho dự án này. Mới đây nhất, Bộ Giao thông Vận tải cho biết Bộ này đã chuẩn bị báo cáo chính phủ về dự án xây dựng đường sắt cao tốc Bắc Nam, dự kiến trình Quốc hội khóa 15 ngay tại kỳ họp tới đây. Trước đó, truyền thông nhà nước dẫn thông báo của chính phủ cho hay, từ ngày 28 đến 30 tháng 3, một đoàn công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam đã đến Trung Quốc để tìm hiểu việc xây dựng hệ thống đường sắt tốc độ cao của nước này. Theo truyền thông nhà nước, Việt Nam hiện đang lên kế hoạch xây dựng hệ thống đường sắt cao tốc với chiều dài 1.545 km, và vốn đầu tư khoảng 72 tỷ đô la, chiếm khoảng 17% GDP theo chính phủ Việt Nam. Công nghệ đường sắt của Trung Quốc là phát triển nhất thế giới, vì vậy Việt Nam muốn học hỏi kinh nghiệm, đặc biệt là công nghệ, khả năng huy động vốn và quản lý của Trung Quốc. Đây là một sự thay đổi lớn so với trước đó. Vào năm 2023, chính phủ Việt Nam cho biết Việt Nam đang tìm kiếm sự hỗ trợ từ Nhật Bản trong việc phát triển hệ thống đường sắt cao tốc. Nguyên nhân của sự thay đổi này có thể là trong chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 12 năm 2023, hai nước Việt Nam và Trung Quốc đã ký một loạt các thỏa thuận bao gồm thỏa thuận về hợp tác xây dựng các tuyến đường sắt. Trên trang web của Đài Tiếng nói Việt Nam có bài giải mã bẫy nợ sáng kiến vành đai con đường của Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo như sau. Các dự án nói trên nằm trong siêu dự án sáng kiến vành đai và con đường của Trung Quốc thông qua các đầu tư và cơ sở hạ tầng các nước khác. Trung Quốc đã chi rất lớn cho các dự án hạ tầng ở nước ngoài. Cho đến nay, theo Trung tâm Phát triển Toàn cầu, đã có ít nhất 8 quốc gia đang gặp khó khăn, đặc biệt do vấn đề nợ nần liên quan đến đại dự án vành đai và con đường của Trung Quốc. Theo giới quan sát, các khoản này có thể khiến cho một số quốc gia bị phụ thuộc vào Trung Quốc và chịu sự ảnh hưởng chính trị từ nước này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình của Thời báo chấm đây với bản tin Việt Nam sắp làm đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, coi chừng há miệng mắc quai với Trung Quốc. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo chấm đề. Bành trướng quyền lực quá lớn, liệu Tô Lâm có đang thách thức sự kiên nhẫn của quân đội hay không? Kể từ ngày 1 tháng 7, lực lượng bảo vệ tham gia an ninh trật tự cơ sở chính thức có hiệu lực thi hành. Bộ luật này đã được Quốc hội Việt Nam thông qua vào ngày 28 tháng 11 năm 2024.
Theo đó, các địa phương trên cả nước sẽ kiện toàn 3 lực lượng có sẵn như công an xã bán chuyên trách, bảo vệ dân phố và dân phòng, trở thành một lực lượng duy nhất. Tờ báo Tiền Phong vào ngày 1 tháng 7 loan tin lễ ra mắt gần 300.000 thành viên tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Bản tin cho biết sáng ngày 1 tháng 7, các địa phương trên toàn quốc đã đồng loạt tổ chức lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở. Theo bài báo, luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được hình thành với mục đích tạo cơ sở pháp lý cho việc xây dựng lực lượng cấp tổ dân phố để kịp thời đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới. Theo quy định của luật, địa bàn phụ trách của tổ bảo vệ an ninh trật tự là một hoặc một số thôn tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã hoặc tại huyện không tổ chức đơn vị hành chính cấp xã. Theo giới quan sát, việc cựu Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm thành công trong việc được Quốc hội thông qua luật nói trên vào cuối năm 2023 đã tăng cường sức mạnh đáng kể cho Bộ Công an. Giáo sư Thay Hèn, chuyên gia về các vấn đề chính trị ở Việt Nam cho biết, theo số liệu mà ông có được vào năm 2015, quân số thuộc quyền điều động của Bộ Công an Việt Nam vào khoảng 6.700.000 người, bao gồm lực lượng an ninh công an chính quy và bán chuyên trách như công an cấp xã, dân quân tự vệ, dân phòng và bảo vệ dân phố. Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, Bộ Công an cho biết số lượng nhân sự được bổ sung thêm là 291.409 thành viên. Được biết, vào năm 2018, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã đề nghị chính thức đưa chính sách đưa thêm 25.000 công an chính quy về cấp xã để bảo vệ an ninh ở cấp cơ sở. Tuy nhiên, chủ trương này không được sự ủng hộ của công luận. Dư luận lo ngại chủ trương này sẽ tăng thêm nhân lực và biên chế của ngành công an. Đến năm 2020, ông Tô Lâm lại trình Quốc hội dự luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh cơ sở, nhưng một lần nữa cũng vấp phải sự phản đối của công luận, nhất là các tướng lĩnh quân đội. Tại phiên họp Quốc hội khóa 14 vào ngày 17 tháng 1 năm 2020, Thiếu tướng Sùng Thìn Cò, Phó Tư lệnh Quân khu 2, đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang đặt câu hỏi liệu có cần thêm một lực lượng vũ trang nữa hay không khi lực lượng công an đã quá đông. Theo tướng Sùng Thìn Cò, bây giờ một tỉnh ít nhất phải có từ 3.000 công an, tỉnh to tới 4.000, hơn 4.000 công an chính quy. Lực lượng đông như thế, giờ lại thêm nguồn lực lượng nữa, chẳng lẽ lực lượng chính quy không đủ để nắm được tình hình, xử lý tình hình hay sao? Thiếu tướng Sùng Thìn Cò so sánh mô hình quản lý lực lượng vũ trang của Việt Nam và Trung Quốc theo ông. Trung Quốc lớn như thế, nhưng họ chỉ có lực lượng vũ trang quân đội, công an chỉ là lực lượng bán vũ trang. Đề nghị Quốc hội, Chính phủ và các đại biểu Quốc hội phải hết sức cân nhắc. Cũng trong kỳ họp này, Phó trưởng ban dân nguyện Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng lên tiếng cũng phản đối khi cho rằng con số 1,5 triệu người sẽ được tuyển dụng vào lực lượng bảo vệ an ninh trật tự sẽ là một gánh nặng cho ngân sách là không cần thiết. Đó là lý do vì sao dự luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở do Bộ Công an đề xuất đến tháng 11 năm 2020 không được Quốc hội tán thành và thông qua. Có 60% tổng số đại biểu Quốc hội cho rằng chưa cần thiết phải xây dựng luật này. Số đại biểu đồng ý là 96 người, tức là 19%. Lý do phản đối là lực lượng này sẽ làm bộ máy phình ra và ngân sách sẽ phải tiêu tốn một khoản rất lớn để mà nuôi họ. Theo giới phân tích, vào tháng 6 năm 2023, sau khi vụ bạo loạn tại Tây Nguyên xảy ra, Tô Lâm đã lấy sự kiện này làm cái cớ để ép lãnh đạo các cấp rằng cần phải xây dựng lực lượng an ninh cơ sở để làm tai mắt cho ngành công an. Đến ngày 28 tháng 11 năm 2023, Quốc hội đã phải thông qua dự luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở với 386 đại biểu tán thành, chiếm tỷ lệ 78%. Giới quan sát đánh giá đây là một chính sách không chỉ nhằm mục đích bành trướng quyền lực ngành công an mà còn là biện pháp tăng cường sự kìm kẹp của nhà nước công an trị tại Việt Nam xuống tận cấp cơ sở là tổ dân phố. Điều này sẽ tạo điều kiện cho chính quyền giám sát mọi hành vi của tất cả công dân nhằm hạn chế quyền tự do của họ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo.de với bản tin bành trướng quyền lực quá lớn, Tô Lâm đang thách thức sự kiên nhẫn của quân đội ra sao. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.